100% rồi mọi người. Tất cả mọi thứ là sẵn sàng rồi. Mình hôm nay là giới thiệu cho những anh chị, những doanh nghiệp, công ty, những người có nhu cầu có nhà để mà làm kinh doanh spa, tóc hay là những cái món ăn nhà hàng hay là công ty gì đó thì có thể liên hệ với mình nha mọi người ha. Wow.
tới ngoài luôn á, đó. Đó, ra tới vườn chính luôn á mọi người. Là làm một cái cánh gà ra và làm một cái cuốn cuốn ngay chỗ đó nữa. Cái này mà nếu mà làm nhà hàng hoặc là nhà hàng hoặc cái gì là rất là tiện vì có bãi để xe. Để xe rất là rộng. Nhà hàng có tiệm game, mình thấy là tiệm game rất là thấy luôn á. Thêm một phần nữa là cả nhà biết sao không, cái trần nhà bên ngân chùa rất là cao luôn, thoáng thông thoáng cực kỳ là trần nhà luôn á. Tại vì cái bề ngang này mình là có tới là 16 mét mặt tiền bề ngang, nên là mọi người công ty rồi sao xe hơi hay bất cứ cái đơn vị nào mà mình lớn mình nhu cầu là đem một phần lớn cho nó về hết luôn 13 mét, 16 mét dài 3 mét thì nó tầm khoảng 500 mét vuông một người. Sáng hôm nay thì xin chào cả nhà. Tiếp tục những công việc như bình thường. Công việc thôi nhưng mà mấy ngày nay sẽ bận hơn những ngày trước. Tại vì hôm nay là sang tháng 11 thì Ngân, anh Bảo và Ngọc đã có một chương trình mới cho mọi người, đó là chương trình rút thăm trúng thưởng tháng 11. Nhưng mà cái ngày bắt đầu sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 là bữa giờ rồi đó. Là tụi Ngân đã phát phiếu rồi mà tại không quay video á mọi người. Hôm nay quay video giới thiệu cho ông bà cô chú. Và ngày kết thúc sẽ là ngày 20 tháng 12. Có nghĩa là ngày đó Ngọc về thì Ngọc sẽ là người rút thăm trúng thưởng cho mọi người luôn. Cơ cấu giải thưởng thì sẽ có một giải nhất là 10 triệu đồng tiền mặt cộng với một set nước hoa mà mọi người thấy Ngọc hay đi siêu thị rồi đó. Đó là có một set nước hoa. Rồi giải nhì sẽ là 5 triệu đồng tiền mặt và một cái một bọc sô cô la lớn cho mọi người nha. Giải 3 sẽ là 3 triệu đồng tiền mặt và sô cô la và rất là nhiều giải khuyến khích. Dĩ nhiên mỗi giải sẽ là 500 ngàn. Cơ cấu để nhận thưởng như thế nào em nói cho em bà cô chú luôn. Rồi bây giờ để nhận thưởng bên Ngân thì đơn giản, mọi người mua đơn hàng hai hộp nhiều hoa ghẹ tây thì nó sẽ bỏ kèm một phiếu không đúng thưởng trong đó. Hoặc là đơn hàng từ 1 triệu rưỡi Ngân sẽ bỏ một phiếu không đúng thưởng. Và mọi người ví dụ mua đơn hàng thì Ngân sẽ cộng dồn 3 triệu Ngân bỏ 2 phiếu, 4 triệu rưỡi Ngân bỏ 3 phiếu mọi người nha. Đó, đó phiếu này như thế này là mọi người đưa cho anh mượn phiếu. Tức là nó có hai cái liên. Một liên là mình sẽ gửi vào trong cái hộp cho ông mà cô chú đến, mà một liên mình sẽ gửi lại, mình sẽ xếp lại, mình bỏ vô cái thùng. Thì để đó cho tới cuối tháng thì mình sẽ livestream trực tiếp trên cái fanpage là Huỳnh Trí Bảo Family Channel và Hoi Giờ Family. Và hai trang fanpage này sẽ rút thăm trực tiếp luôn. Sẽ cô chú anh chị nào mà trúng thưởng, ví dụ mình bóc được số 1799 có số điện thoại, thì mình sẽ gọi điện thoại trực tiếp trên live và mình sẽ chuyển khoản trực tiếp cho cô chú anh chị trên kênh. Tuy cũng có những bạn muốn tới lấy thì không, anh đổi hàng thì đổi hàng thôi.
Thì những cái sản phẩm bên mình đó thì vẫn như cũ đó. Đây là kem nhĩ hoa nghệ tây, thì dòng kem là kem dưỡng ban đêm, làm cho da mình mềm mượt hơn, căng bóng hơn. Rồi serum nhĩ hoa nghệ tây, và đợt này á thì cái serum nhĩ hoa nghệ tây về có hai size, hay hai khác nha mọi người. Cái size này là 30ml như cũ, và cái size thứ hai mình á là cái size 15ml. Cái size mini nó không còn nha mọi người nha. Thì cô chú anh chị muốn biết giá thì cần inbox cho Ngân thôi. Mình sẽ để số điện thoại trên line, mình sẽ tư vấn cho mọi người nha. Rồi, sượng vi cá mập chuyên về những vấn đề về hỗ trợ về xương khớp nè, tê tay, tê chân, hoặc là bị khô khớp, thì cô chú anh chị mình có thể sử dụng Ngân. Ngân đang bán rất là nhiều luôn, thì mua hàng chỉ cần để lại cho Ngân số điện thoại thôi nha. Đặc biệt đối với sản phẩm nhà Ngân, đó là sản phẩm nhụy hoa nghệ tây, thì bên Ngân có hàng, luôn luôn có hàng nha. Nhụy hoa nghệ tây bên Ngân một hộp này là 2g. Thì giá trước đây là giá niêm yết rồi, hiện tại đang trong chương trình giảm giá luôn nha mọi người đó. Thì một hộp này vẫn đang còn giảm giá này, là mua hai hộp nhĩ hoa nghệ tây thì được tặng thêm một chiếc thăm bánh nhũ nữa. Nhĩ hoa nghệ tây giúp cho cô chú có một giấc ngủ sâu hơn, ổn định được huyết áp, tim mạch, và nó làm giảm vấn đề mỡ trong máu nữa nha. Rồi đó, bắt đầu một kiểu hoa kem móc sen đó, cũng là mỹ phẩm của BNY, có sữa rửa mặt, kem móc sen, kem ngày, serum bộ tấm trắng và kem chống nắng nha. Đây kem ngày, đây là kem ốc sen nè, đó. Kem ngày. Rồi, này. Sữa rửa mặt. Một bộ đó là 5 món, kem chống nắng. 6 món. À còn đây nữa là đây là cái sản phẩm tặng kèm trong mỗi đơn hàng luôn, mỗi đơn hàng luôn nha cô chú. Đây là cái ba lô chú rút mang thương hiệu của Hoa Lo Family. In hình ngọc với chay, thì cô chú anh chị mua hàng từ đây cho đến Tết luôn, thì cứ đơn hàng nào cũng sẽ bỏ kèm vào trong đây giúp cho cô chú nha. Rồi, ok.